Bây giờ ta sang cái đề bài tập số 6. Cái đề bài số 6 thì nó có cái nội dung như thế này. Cho hai điện tích điểm Q1 là bằng 40 kilocoulomb. Q2 là bằng 9 microcoulomb. Đặt trong trong không và đặt tại hai điểm A và B. Q1 này đặt tại A này, Q2 này đặt tại B nè. Và cái đoạn AB đó nó có cái khoảng cách là 1 mét. Cái vị trí hai cái điểm A và B đó nó cách nhau là 1 mét. Bây giờ người ta yêu cầu là xác định vị trí của điểm M. Xác định vị trí của điểm M tại đó. Người ta đặt cái điện tích Q0. À, mà cái lực tác dụng lên cái lực điện tác dụng lên cái điện tích Q0 này nè, tại M đó, cái lực điện tại M đó nó triệt tiêu. Đấy. Tức là người ta yêu cầu mình là xác định cái vị trí của M, mà tại cái điểm M đó người ta đặt cái điện tích Q0 mà hợp lực của tất cả các cái lực mà tác dụng vào cái điện tích Q0 đặt tại M đó nó triệt tiêu. Và cái câu hỏi phụ tiếp theo là chứng tỏ vị trí của M, vị trí của điểm M không phụ thuộc vào Q0. Không phụ thuộc Q0. Không phụ thuộc Q0. Rồi, cái đề bài của chúng ta nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Bây giờ thầy sẽ vẽ phác họa sơ cái mô hình của cái bài toán này như sau. Hai cái điện tích Q1, Q2 đặt tại hai điểm A và B. Cách nhau 1 mét. Ở đây là điểm A, ở đây là điểm B. Thì tại A ta đặt điện tích là Q1. Nên nhớ cái điện tích Q1 và điện tích Q2 là hai cái điện tích có độ lớn khác nhau nha. Q1 và Q2 đặt tại B. Và cái khoảng cách AB này là 1 mét. Bây giờ người ta yêu cầu mình là xác định cái vị trí đặt cái điện tích Q0 tại cái điểm M. Tức là xác định cái vị trí của điểm M đặt tại đâu để cho cái hợp lực tác dụng vào cái điện tích Q0 đặt tại điểm M nó bằng không. Như vậy thì trước khi mà mình đi vào giải cái bài toán này thì mình thử lập luận như thế này. Ở đây là điện tích Q1 nó dương, điện tích Q2 nó dương. Bây giờ giả sử như là cái điện tích Q0 này nó là một cái điện tích dương. Giả sử như là cái điện tích Q0 nó là cái điện tích dương nha. Giả sử Q0 đặt tại M đó nó là một cái điện tích dương. Giả sử ta đặt nó là cái điện tích dương. Thì như vậy á, là bây giờ ta đặt chỗ này, ta đặt Q0 nó chỗ này, ta đặt Q0 nó là chỗ này. Như vậy thì nó có tạo nên một cái hệ cân bằng hay không? Ta thấy rằng Q0 nó dương mà Q2 nó cũng dương, như vậy thì Q2 nó đẩy Q0 ra ngoài. Mà Q1 nó cũng dương luôn, cho nên nó đẩy cái Q0 này ra phía bên này. Như vậy thì ta thấy rằng cái điện tích Q0 này là bị cả hai cái điện tích Q1 và Q2 đẩy về cùng một phía. Như vậy thì làm sao nó cân bằng được? Như vậy thì cái phương án này là không được. Tương tự như vậy, bây giờ các em đặt cái điện tích Q0 nó tại chỗ này thì nó cũng như bên kia thôi. Q1 tại A này nó cũng đẩy về phía bên trái, mà Q2 tại B nó cũng đẩy về phía bên trái. Tức là Q1 và Q2 đều đẩy cái điện tích Q0 về phía bên trái, cho nên cái điện tích Q0 nó cũng không thể đứng yên được. Như vậy thì bên phải cũng không được, bên trái cũng không được. Như vậy thì chỉ còn một cái phương án nữa là nằm giữa thôi. Bây giờ mình cho cái điện tích Q0 nó nằm chỗ này. Thì đặt ở chỗ này nè, thì các em thấy rằng Q1 nó dương, Q0 nó cũng dương. Như vậy thì Q1 nó đẩy Q0 về phía bên phải. Cái đây thầy gọi là F1.
F10 tức là cái lực do cái điện tích Q1 này nè đẩy cái điện tích Q0 về phía bên này thì gọi là F10. Rồi bây giờ Q2 nó dương, Q0 nó dương, như vậy thì Q2 nó là đẩy Q0 về phía bên này, về phía bên này. À, và cái này thầy gọi là F20, tức là do cái điện tích Q2 này nó đẩy cái điện tích Q0 này về phía bên trái. Và để cho hai cái lực F10 và F20 này nó công bằng nhau đó, thì cái điện tích Q0 đặt tại M nó mới đứng yên được. Bởi vì sao? Bởi vì nó muốn đứng yên thì nó phải chịu tác dụng của hai cái lực trực đối. À, như vậy thì cái phần vật lý lớp 10 các em biết rồi. Như vậy thì bây giờ ta lại nói thêm một cái trường hợp thứ hai nữa. Bây giờ Q0 nó không dương mà bây giờ Q0 nó âm thì sao? À, các em theo dõi nha. Ở đây là điểm A, ở đây là điểm B. Thầy cũng cho là điểm A là đặt điện tích Q1 dương, điểm B là đặt điện tích Q2 dương. Bây giờ trường hợp là Q0 là một cái điện tích âm, Q0 là cái điện tích âm. Bây giờ nếu như mà thầy đặt ở bên phải, thầy đặt ở bên phải, đặt ở bên phải này nè, thì như vậy thì cái điện tích Q0 này và điện tích Q2 này là hai điện tích trái dấu, cho nên nó hút nhau. Như vậy thì cái điện tích Q0 đặt tại đây á, nó sẽ bị hút về phía bên này. Và tương tự như vậy, cái điện tích Q1 nó cũng là điện tích dương, cho nên nó hút về phía này. Tức là cả hai điện tích Q1 và Q2 cùng hút cái điện tích Q0 về phía bên tay trái. Như vậy thì cái điện tích Q0 nó cũng không thể đứng yên được. Tương tự như vậy, nếu như các em cho cái điện tích Q0 này mà nó nằm về phía bên này, thì như vậy thì A cũng hút nó mà B cũng hút nó về phía bên phải. Như vậy thì nó cũng không thể đứng yên được. Như vậy thì chỉ còn có một cái phương án cuối cùng, đó là Q0 này nó phải ở giữa hai cái điện tích Q1 và Q2 đặt tại A và B. Đấy. Thì như vậy thì ta thấy như thế nào? Q0 này nó âm, Q1 này nó dương. Như vậy thì hai cái điện tích này nó hút nhau. Ở đây là thầy gọi là F10, bởi vì cái lực này do cái điện tích Q1 và Q0 hút về phía bên này. Tương tự như vậy, Q2 và Q0 nó sẽ hút nhau, và nó hút nhau về cái lực phía bên này. Như vậy ở đây thầy gọi là F20. Và muốn cho Q0 đứng yên thì hai cái lực F10 và F20 cái độ lớn nó phải bằng nhau. Chỉ có điều là nó ngược chiều thôi, chứ nó cùng độ lớn, cùng phương. Đấy. Thì như vậy thì ta thấy rằng trong cả hai cái trường hợp này, để cho cái điện tích Q0 đứng yên, bên này là Q0 dương nha. Để cho cái điện tích Q0, để điện tích Q0 đứng yên, đứng yên hay là cân bằng, cái đó tùy các em, không sao cả. Thì cái lực điện mà tác dụng vào Q0 này nè, tức là F10 cộng với F20, nó phải bằng 0, đúng không? Nó muốn đứng yên thì nó phải chịu tác dụng của cái tổng hợp tất cả các lực tác dụng vào nó phải triệt tiêu. Và từ đó các em đưa ra là F10 bằng trừ F20. Thì F10 mà cộng F20 là bằng 0. Thì các em đổi qua cái này thì cái biểu thức này nó nói lên là gì? Nó nói lên là cái điểm M nó nằm trên cái đường thẳng AB. Và cái F10 và F20 đối nhau, cho nên M nó phải nằm giữa AB. Nằm giữa AB. Rồi, và ta cần có là để cho cái M, cái điện tích Q0 này đứng yên, thì hai cái lực này nó phải có cái độ lớn bằng nhau. Tức là F10 nó phải bằng F20.
mà F10 và F20 thì nó bằng nhau. Thì F10 là bằng gì? F10 tức là cái lực này nè, thì nó sẽ là bằng K Q1 Q0 chia cho gì? Chia cho AM bình phương. Chia cho AM bình phương. Mà ở đây á, các em nên nhớ rằng Q1 nó cũng dương mà Q0 nó cũng dương, cho nên không cần phải viết cái dấu giá trị tuyệt đối ở đây làm gì. À, rồi bên nhà F20 cũng vậy, tức là K Q2 Q0 chia cho cái này là BM bình phương. Rồi bây giờ các em đơn giản hai vế này đi, K Q0 đi, thấy không? Rồi các em đưa cái này lên là BM bình phương chia cho AM bình phương. À, có phải là bằng Q2 chia cho Q1 không? Q2 chia cho Q1. Mà Q2 thì bằng 9, Q1 thì bằng 4. Ở đây là các em không cần phải viết là micro coulomb vô làm gì, bởi vì cái đây là cái tỷ số và hai cái Q1 và Q2 chúng ta cùng lấy một cái đơn vị là micro coulomb, thành thử ra các em đừng có để cái micro coulomb vào đây nha. Từ đây thì các em suy ra được là cái gì? Từ đây các em suy ra được là BM chia cho AM. Các em đưa vào cái căn số ra thì nó sẽ là 9 chia cho 4, nó sẽ là bằng 3 chia cho 2. Chúng ta tiếp tục. Như vậy thì từ đây các em có được là 2BM cái quan hệ là 2 lần BM bằng 3 lần AM. Đấy. Mà BM là bằng gì? BM thì có phải là AB trừ AM không? AB trừ AM, 3AM thầy viết lại. Như vậy là 2AB. Cái này là 2AM chuyển qua anh kia với 3AM là 5AM. Từ đây các em dễ dàng suy ra được là AM nó bằng 2/5AB. Mà AB ở đây là người ta cho nó là 1 mét. Như vậy thì là 2/5 của 1 mét, tức là thành ra là bằng gì? 2/5 là 4/10 là bằng 0.2/5 là bằng 4/10 là 0.4 mét. Như vậy thì điểm M nó phải cách cái điểm A một cái đoạn là AM bằng 0.4 mét. Ở đây là người ta yêu cầu mình là xác định cái vị trí của điểm M, thì M nó nằm giữa AB và nó cách A một cái đoạn là 0.4 mét. Đấy. Rồi bây giờ người ta yêu cầu mình một cái nữa là xác định vị trí của M, và cái thứ hai nữa là cái chứng tỏ rằng cái vị trí của M không lệ thuộc vào cái độ lớn của Q0. Thì cái câu này là câu hỏi phụ thôi, thì các em thấy rõ ràng là cái quan hệ giữa cái vị trí của điểm M nè và cái điện tích Q0 nó chẳng có liên quan gì với nhau cả. Như vậy thì ta thấy rằng từ cái biểu thức này chúng ta có thể kết luận là cái vị trí của điểm M không lệ thuộc vào độ lớn của điện tích Q0. Và cái bài toán của chúng ta nó cũng kết thúc tại đây luôn. Và như vậy thì trong cái bài, trong cái chương 3 bài 11, tức là cái bài điện tích và cái lực tương tác tĩnh điện giữa các cái điện tích đó, thì thầy đã đưa ra cái sự tương tác giữa hai điện tích và tương tác giữa nhiều điện tích với nhau. Tuy nhiên không thể nào mà thầy có thể mà đưa ra hết tất cả những cái tình huống mà của cái bài toán họ đưa ra, nó có rất nhiều dạng, cho nên thầy cố gắng là chọn lọc những cái bài toán nào nó mang cái tính điển hình. Và cũng mong rằng nghĩa là thầy giúp cho các em một phần nào giải quyết một phần nào khó khăn cho các em. Thì chúng ta sẽ sang qua cái bài 12, tức là cái bài điện trường. Thầy chào các em nhé.